Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Thạnh trước kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị di dời các trụ điện nằm sát các tuyến đường giao thông nông thôn, đầu tư các trạm bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp và thống nhất cách tính giá điện đối với các trạm bơm điện, cùng nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất và đời sống tôi đại biểu hội đồng nhân dân thành phố giải trình đồng thời ghi nhận ý kiến kiến nghị phản ánh của cử tri chuyển các cơ quan thuộc thẩm quyền để giải quyết.